Thiên tài tiểu độc phi. Ta sinh ra trong y học thế gia là phế tài, số nữ thấp hèn nhất, ai ai cũng có thể ăn hiếp cả. Còn chàng ấy là vương của Ninh Quốc, được vạn chúng sùng bái, quyền khuynh thiên hạ. Ngay ngày cử hành hôn lễ của ta, hoa kiệu lâm môn Tần Vương phủ, nhưng cửa của Tần Vương phủ không mở, chỉ cho người ra nói một câu: ngày mai tới lại đi. Ta cô thân một mình đạp trên sự tự tôn, từng bước đi vào vương phủ. Đêm tân hôn cứu thích khách, độc đã giải rồi, thích khách đại ca, xin hãy rời khỏi đây mau lên. Đêm động phòng hoa chúc, nàng kêu bổn vương đi đâu? Cái gì, thích khách này lại là phu quân của ta sao? Chương 2. Điện hạ, ngoài phủ của ngài bây giờ nhất định là rất nóng nhiệt, liên quan gì tới ta? Hôn sự sao có thể như vậy ạ? Hàn Vân Tịch là xú nữ, sao có thể lọt vào mắt của Tần Vương nhỉ? Đau đầu quá đi ạ. Xung quanh làm gì mà ồn vậy? Hỷ phục xuất giá ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy à? Những ký ức xa lạ này là: ta là trưởng nữ Hàn gia, Thiên Ninh Quốc y học thế gia, mẫu thân ta y học tài hoa, lúc sinh thời từng cứu chữa cho hoàng hậu, bây giờ là thái hậu, cho nên ta được tứ hôn từ trong bụng mẹ cho thất hoàng tử, bây giờ đã là Tần Vương. Ta vừa sinh ra liền khắc chết mẹ ruột, còn lớn thành một xấu nữ không biết y thuật, vì vậy hôn sự này cứ bị trì hoãn cho tới một ngày Tần Vương chọc giận hoàng thượng, bị hoàng thượng ép phải thành thân. Xuyên Việt ư? Mà lại còn xuyên vào cái hôn sự, là sự trừng phạt. Nhớ khi trước ta là bác sĩ thiên tài, tung hoành trong giới y học, không loại độc nào không giải được, xuyên qua đây vừa hay có thể nghiên cứu thảo dược thời cổ. Không tốt, đại sự không tốt rồi, chúng ta đi nhầm đường rồi. Cái này là rõ ràng có chủ ý nha. Con đường này cũng có thể đến Tần phủ mà. Hỷ bà, người dẫn đi đường này. Ta già rồi lẩm cẩm, đi con đường này sẽ lỡ mất giờ lành. Vậy chúng ta quay lại sao? Quay lại, người muốn chủ cho tân nương bị hưu sao? Không biết đây là kế từ tay Tần Vương hay là kế của Nghi Thái Phi, quả là diệu kế. Cuối cùng, mọi sai lầm đều sẽ tính lên đầu của ta. Ta ngược lại muốn xem Tần Vương phủ cho ta cái oai phủ đầu như thế nào. Cho dù nàng ta vào được vương phủ cũng là mệnh phủ phòng trống mà thôi, đến muộn tận nửa canh giờ, ha ha. Nếu là Hàn Vân Tịch trước đây gặp phải tình huống này, chỉ sợ sẽ đau lòng muốn chết. Cốc cốc. Tân nương tới. Thái phi có lệnh, đã qua giờ lành, ngày mai lại tới. Rầm. Ha ha, ngày mai lại tới, ha ha, ha ha. Tần Vương phủ thật quá khinh người, khi dễ người, quay về, bây giờ chúng ta liền quay về. Cứ như vậy mà quay về sao? Đợi đã. Hì bà, phiền người đi hỏi rõ ngày mai tới lúc nào. Chương 3. Không đi, tỉ đây đâu dễ trọng. Ngày mai tới khi nào? Còn thất thần làm gì, đợi bổn tiểu thư truy cứu trách nhiệm. Người đi nhầm đường sao? Hàn Vân Tịch không phải rất nhu nhược sao? Từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Ngày mai tới, nghe không hiểu sao? Tân nương tự hỏi, ngày mai tới khi nào? Phiền người thông báo cho Nghi Thái Phi một tiếng.
Chờ chút. Người nói là ai hỏi? Là Tân Nương Tử. Lá gan cũng không nhỏ, đi nói với nàng ta vẫn là giờ dậu. Nghi Thái Phi. Bẩm tiểu thư, ngày mai vẫn giờ dậu, chờ tại chỗ. Tiểu thư không thể đứng trước cổng nhà người ta chờ gả được. Không đợi được, ngươi có thể đi, Hàn gia sẽ không trả tiền công cho ngươi. Giờ lành chưa tới mà ngươi đã mời ta xuống kiệu sao? Không không, người hiểu lầm rồi. Hàn gia bình thường ngược đãi ta, nhưng ngày xuất giá xem như đối xử cũng không tệ. Định làm khó mình ư? Nếu mai mình đã đến rồi mà không mở cửa thì dưới con mắt của thiên hạ không thể nào không mở cửa khai môn cho mình được. Mẫu phi, Hàn Vân Tịch bình thường nhát gan lắm, sao hôm nay lại lớn mật như vậy? Mộ Dung Uyển Nhi, cái sử bắt quái này muốn cùng bột cung đấu đến cửa nhà sao? Nếu không thì mẫu phi, người chết trước cổng nhà ta thì không hay đâu. Xem ra nàng ta đã có chuẩn bị, bổn cung cũng không thể đối với nàng ta tâm cơ đủ sâu xa. Ai, nếu thái hậu có thể đem ngươi ban cho phi dạ, tâm nguyện đời này của ta coi cũng như xong từ lâu. Mẫu phi, Mộ Dung chỉ nghĩ cả đời sẽ hầu hạ ngài thôi. Ngươi đương nhiên vẫn có thể hầu hạ bổn cung cả đời. Nếu là con dâu ta, khi ngươi không có việc gì để làm, hãy tới thăm thư phòng của Tần Vương nhiều hơn, hiểu không? Mẫu hậu, Tần Vương tối nay nên trở về đúng không? Nếu không ngày mai ai đá kiệu môn đây? Tốt nhất là nếu không có ai đá kiệu, nàng ta liền tiếp tục chờ đợi bên trong kiệu. Đô đô đô. Thanh âm này không phải là tín hiệu cảnh báo từ hệ thống giải độc, là thành quả nghiên cứu mới nhất của bệnh viện Vân Đằng sao? Chương 4. Bệnh viện Vân Đằng vừa lưu lại mình đã đầu tư một lượng lớn về tài chính để nghiên cứu và phát triển một hệ thống phát hiện độc. Bộ hệ thống này được cấp giấy phép ngay trong đại não thần kinh trung ương của nàng, hoàn toàn được điều khiển từ ý thức của mình. Không ngờ mình xuyên qua nó cũng xuyên theo mình, mà âm thanh này vừa nãy là âm thanh hệ thống báo độc mà. Mọi thứ có vẻ vẫn còn đầy đủ. Không cần hệ thống xét nghiệm, mình người cũng biết là độc gì rồi. Đây là độc hủy dung, được gọi là quả cầu nho. Thậm chí, độc sư có năng lực một chút đều có thể hóa giải. Không nghĩ tới, đường đường là thế gia y học Hàn gia, cư nhiên, để nữ nhi chịu được sự tra tấn này, cũng không ai giúp nàng giải độc. Độc này nhất định là có người cố ý hạ. Hàn gia, đúng không? Thật này ta sẽ thay nguyên chủ nhớ kỹ. Vương ỷ bà, ta đói bụng, mang một bát mì tới đây. Tuy rằng giải độc này rất đơn giản, nhưng độc ở trên mặt Hàn Vân Tịch lại có chút phiền toái. Cô ta thật là phiền phức. Vương điều tra rõ, nữ nhân bên trong kiệu xác thật là Hàn Vân Tịch. Vương ỷ bà là người của Thái Phi. Tình hình trong cung như thế nào? Họ đang bàn tán không? Ít người còn lén đánh đố, đánh cuộc nàng ngày mai có thể hay không vào cửa. Bổn vương cũng tò mò nàng có đi vào hay không. Tần vương tự nhiên cũng sẽ tò mò, hơn nữa đối tượng lại là nữ nhân. Tôi cược rằng Hàn Vân Tịch không thể vào nhà họ Tần được. Tôi cũng giống ông, tôi cũng đã cược tiền rồi. Tại sao lại ồn ào như vậy? Nếu có một chiếc gương thì tốt biết mấy, mình có thể nhìn thấy được khuôn mặt của chủ thân xác này rồi. Nếu để thời gian trôi qua như thế này, liệu nhiệm vụ của mình có hoàn thành hay không? Chương 5. Hàn Tân Tịch này là đang tìm kiếm sự sỉ nhục đó à? Tần Vương chắc chắn sẽ không đá kiệu đâu. Phải chờ xem chuyện gì xảy ra nữa chứ. Bang. Giờ lành tới rồi, hỷ nhạc như thế nào không diễn tấu lên? Trời ạ, Tân Nương Tử, cư nhiên chính mình đã môn hạ kiệu, làm sao có thể như vậy? Này không hợp quy củ, người nữ nhân này thật là không biết xấu hổ.
này vốn nên là Tần Vương làm, nhưng Tần Vương bận quá không tới được, ta chỉ có thể thay hắn đá kiệu. Ý tứ của các ngươi là Tần Vương làm ta trở thành người đàn bà phạm tiện? Hàn Vân Tịch, người lật ngược phải trái, gặp máu phun người, Tần Vương mới không muốn cưới ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi thật đang nghĩ rằng Tần Vương nguyện ý cưới ngươi hả? Ngươi không biết tự nhìn lại mình hả? Thái hậu chỉ hôn, hoàng thượng sao trách nhiệm, bổn nguyệt thành hôn. Các ngươi nói Tần Vương không muốn cưới ta, chẳng phải là nói Tần Vương vi phạm hoàng mệnh, bằng mặt mà không bằng lòng? Người nào nói đều đứng đây ra cho ta. Không ai phản bác đúng không? Hỉ nhạc bắt đầu. Có thích khách, có thích khách. Có người phóng ám khí. Là ai dám gây náo loạn trong tân phủ? Ây da, ta chỉ biết y thuật thôi, chứ không biết võ công đâu. Hàn tiểu thư, khăn của cô đây. Cảm ơn. A hả, đã diệt trừ khối u ác tính mà vẫn còn xấu cơ à? Hàn Vân Tịch, cô là cô ư? Ai, bất quá trước nay mình cũng kiếm sống bằng tay chứ không bằng mặt. Im lặng. Không phải nói Hàn Vân Tịch là xú nữ? Đúng là lời đồn đại không thể tin mà. Hàn Vân Tịch thậm chí còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Tần Vương có biết điều này không nhỉ? Hàn Vân Tịch là một xú nữ, hóa ra là tin đồn. Mẫu phi, người có muốn đi xem không? Đại ca, mặt Hàn Vân Tịch nhất định có vấn đề. Ta lúc trước trộm nhìn qua nàng, vô cùng xấu xí, nhìn đều muốn nôn ra. Nơi này là chỗ để ngươi dương oai à? Lập tức cút trở về cho ta.